Siêu tên lửa hạt nhân Nga mất tích trong cuộc tập trận rầm rộ, ông Putin lo sợ điều gì? Thưa quý vị và các bạn, Bộ Quốc phòng Nga ngày 11 tháng 10 đã cho công bố một loạt video ghi lại cảnh phòng cấp vũ khí hạt nhân trong một cuộc tập trận quy mô lớn. Cơ quan này cho biết cuộc tập trận hạt nhân lần này là để kiểm tra hệ thống chỉ huy của các lực lượng vũ trang Nga cũng như độ tin cậy của những tín hiệu và mệnh lệnh huấn luyện tác chiến trong toàn bộ các cấp chỉ huy tuy nhiên theo giới quan sát quân sự màn phô diễn sức mạnh lần này của nga đã thiếu vắng một chân kiềng chủ chốt trong kho vũ khí hạt nhân của moscow các video được bộ quốc phòng nga công bố thực tế có cho thấy rõ hình ảnh về những cuộc giao tiếp thực hành mệnh lệnh chỉ huy điều khiển phía sau hậu trường của các thủy thủ tàu ngầm nhưng cũng chỉ chiếu cảnh các tên lửa phóng lên từ tàu ngầm và máy bay ném bom hạt nhân cất cánh không một đoạn video nào ghi lại cảnh tên lửa phóng từ trên không hoặc tên lửa phóng từ mặt đất khai hỏa. Thậm chí các tên lửa phóng từ tàu ngầm cũng không phải loại mới nhất của Nga. Trong bản thông điệp đầu năm ngày 1 tháng 3 năm 2018, Tổng thống Nga Vladimir Putin từng khoe rằng đất nước ông đang phát triển một vũ khí hạt nhân hủy diệt mới. Thế nhưng không một hệ thống vũ khí mới nào mà ông Putin đề cập trong thông điệp xuất hiện trong loạt video mà Bộ Quốc phòng Nga công bố lần này mặc dù ông putin luôn nhấn mạnh tới yếu tố không thể bị đánh chặn của các vũ khí mới nhưng những video trên cũng chỉ trình chiếu về các tên lửa từ thời liên xô và cũng phóng lên từ các tàu ngầm cũ được chế tạo từ thời liên xô đây là những tàu ngầm lớp delta chứ không phải là lớp broray mới hơn vốn được so sánh là đối thủ ngang tầm với các tàu ngầm mỹ nga vẫn thường hay phô diễn các tên lửa hạt nhân nhưng cũng chứng kiến nhiều thất bại trong quá khứ do đó trong bối cảnh mỹ và nga đang đứng trước một cuộc chạy đua vũ trang mới một sự thất bại như vậy có thể sẽ mang tới một tình huống khó xử trong putin người mà uy tín cũng đã suy giảm trong thời gian gần đây